Xin chào các bạn, và như đã thấy đây trên tay mình đã làm sản phẩm có tên hiệu là Arcos đến từ nhà xuất Sharp ở Nhật Bản. Nhưng mà nay mình không muốn nói về chiếc máy này, mà mình muốn nói về một trong những đời hậu duệ của nó trong năm 2017 này. Một trong những sản phẩm có thiết kế không viền và đến từ Xiaomi, đó là chiếc Xiaomi Mi Mix 2. Một sản phẩm vừa ra mắt vào ngày 11 tháng 9 vừa qua. Và nó được coi là một đối thủ rất là đáng gờm với những sản phẩm khác như là Samsung Galaxy Note 8 và iPhone X, vì nó có một mức giá rất là phải chăng cho một cái thiết kế đẹp, màn hình không viền, và cùng với đó là cái hiệu năng khá là tốt. Và ngay bây giờ hãy cùng mình mở hộp và đánh giá nhanh sản phẩm này nhé. Và trên tay mình là chiếc hộp của chiếc Mi Mix 2. Thì Xiaomi năm nay làm cái hộp cũng khá là đơn giản nhưng nhìn tổng thể rất là sang trọng, với một cái logo Mix màu vàng ở chính giữa. Và mặt sau thì bạn không có nhiều thông tin, thay vào đó là chỉ có tên hiệu máy, email và cũng như là bộ nhớ trong 64GB cùng phiên bản RAM 6GB của chiếc máy trên tay mình. Thì mình nói luôn cái thông số của con này sẽ là chạy con chip Snapdragon 835 mới nhất, và nó sẽ có thêm phiên bản là RAM 8GB cùng đó là những bộ nhớ là 128 và 256GB nữa. Đó, thì mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Mở hộp ra thì bạn sẽ có một cái bức tâm thư của chủ tịch tập đoàn Xiaomi cùng với chữ ký rất là sang trọng. Hộp chuyển bát trắng. Đây là chiếc Mi Mix 2. Mình sẽ đặt bên cạnh một chút, và đây sẽ là một cái. Trong hộp thì bạn sẽ có một củ sạc nhanh và một cổng cáp USB-C. Phần bên dưới thì bạn sẽ có một cái hộp chứa khá nhiều phụ kiện. Đằng trong sẽ có là một cái ốp lưng do Xiaomi tặng kèm, vì con này khá là khó một phụ kiện. Cùng với đó là một cái rắc chuyển từ cổng USB-C sang cổng 3.5. Trong thời gian tới thì không biết là Xiaomi có làm thêm những cái phụ kiện là tai nghe cổng USB-C không, nhưng mà con này sẽ bỏ cái rắc cái 3.5 đi, cho nên là những cái tai nghe trước thì bạn không thể dùng trên thiết bị này nữa, mà bắt buộc phải dùng cái đầu chuyển này. Cùng đó là một cái sách hướng dẫn sử dụng nhìn như một tấm poster rất là sang trọng đó. Cảm giác đầu tiên cầm chiếc Mi Mix 2 này cảm giác khá là thoải mái, và nó rất là nhỏ gọn, nhỏ hơn nhiều so với đời đầu. Thì trên tay mình bên tay trái là một chiếc sạc Arcos. Thì cái đời Mi Mix đầu thì lấy rất nhiều cảm hứng từ chiếc máy này, mới với tổng thể khá là vuông vức và cái viền màn hình nó cũng mỏng hơn. Thì chiếc Mi Mix 2 thì bạn thấy rằng nó thon và nó nhẹ hơn rất là nhiều. Tất cả các góc thì nó sẽ bị được vát cong đi và không còn cái sự vuông vức như đời đầu nữa. Mặt sau thì chất liệu sẽ được làm bằng gốm. Và ngoài cái phiên bản mình đang có trên tay là phiên bản mặc định của máy, thì máy sẽ có được cái phiên bản là Special Edition, cái bản mà dùng cái vật liệu là gốm nguyên khối và nung ở 1400 độ C trong vòng 7 ngày liên tiếp. Và cái khung viền này sẽ được làm bằng cái hợp kim nhôm kẽm, và rất nổi bật với một cái cụm camera được mạ vàng 18K xung quanh. Và thông số trước camera này sẽ là 12 MP, có hỗ trợ là chống rung quang học 4 trục. Ở bên dưới sẽ là một cái vân tay và không còn được mạ vàng như trên đời đầu nữa. Và bên dưới sẽ có một cái biểu tượng là Mix Design by Xiaomi. Đó, bên cạnh phải các bạn sẽ có nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Cạnh trái sẽ có thẻ SIM, và con này chỉ dùng 2 SIM và không có chạy thẻ nhớ. Bên dưới thì các bạn sẽ có một cái cổng USB-C, bên giải loa stereo. Khác với con này đầu thì chiếc Mix 2 thì không làm theo kiểu là loa siêu âm nữa, mà nó sẽ làm loa stereo như trên chiếc Mi 6, thì cho cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Nếu như ở phần mặt sau thì Xiaomi đang có một cái hướng đi khá là an toàn khi không có nhiều sự thay đổi so với chiếc Mi Mix đời đầu. Thì ở phần mặt trước thì theo cá nhân mình đánh giá nó có khá nhiều điểm khác biệt. Thứ nhất là máy trông khá là thon và dài hơn khi mà có cái tỷ lệ màn hình là 18:9 đi kèm với một cái màn hình rộng là 5.99 inch, nó nhỏ hơn khá là nhiều so với chiếc Mi Mix đời đầu, cùng với một cái độ phân giải là Quad HD 2K. Và nếu các bạn có cơ hội trực tiếp trên tay trải nghiệm sản phẩm này thì mới thấy được các viền ba cạnh của nó không thực sự mỏng như những gì Xiaomi đã công bố. Nó còn thua kém hơn khá là nhiều so với cái chiếc sao mà mình đang có trên bên tay trái này. Vì Xiaomi đã phải đánh đổi rằng là họ sẽ phải trang bị thêm một cái giải loa ở bên trên nữa, vì họ đã bỏ đi cái tính năng là loa siêu âm trên chiếc Mi Mix đời đầu. Bù lại thì chiếc máy của họ sẽ được cải thiện một cái loa tốt hơn. Và phần bên dưới thì bạn sẽ có một cái cảm biến, một cái camera nữa. Thì camera này nó làm một cái lớp phủ siêu đen, thì các bạn nhìn tổng thể nó rất là hòa quyện trên chiếc máy màu đen như thế này. Về phần mặt trước thì nếu bạn cầm giọng thì nó rất giống với những siêu phẩm khác như là Samsung Galaxy S8, G6 hoặc là LG V30. Nói chung về màn hình của chiếc Mi Mix 2 năm nay thì mình thấy màu sắc và mật độ điểm ảnh cũng như là những giải màu, rồi là bộ tương phản khá là tốt, góc nhìn rất là rộng. Và khi quay ngang thì bạn có thể hoàn toàn tuyệt vời với con này, với hai từ tuyệt vời khi mà bạn xem phim, giải trí, chơi game, rất là thích. Về phần thông số camera thì mình nói rồi, 12 MP, chống rung quang học 4 trục. Camera trước cũng là một điểm nhấn của chiếc máy này, khi mà nó có một trang bị tuy là 5 MP nhưng chất lượng ảnh đếm lại tốt hơn rất là nhiều so với đời đầu. Và một cái điểm đáng lưu ý là khi bạn muốn chụp camera trước thì phải lộn ngược máy như thế này. Đó, chứng phải là đương nhiên thì nó sẽ chuẩn hơn, còn nếu để xuống thì bạn sẽ phải nhìn xuống bên dưới. Và mức giá hiện tại của chiếc Mi Mix 2 đang có mặt tại Dụng Thông Minh đang là 14.490.000.
khá là cao so với một sản phẩm của Xiaomi. Và theo bạn thì với mức giá này thì bạn sẽ chọn chiếc Mi Mix 2 hay là những sản phẩm khác như là Samsung Galaxy S8 Plus phiên bản 6GB, hoặc là chiếc Galaxy Note 8 và đặc biệt là bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus sắp về tại tiệm thông minh. Thì mời các bạn nhanh chân qua trực tiếp các tiệm thông minh trên toàn quốc để trên tay và trải nghiệm sản phẩm. Và đừng quên thì chủ nhật tuần này ở 56 Trần Hưng Đạo Hải Dương thì tiệm thông minh sẽ khai trương showroom thứ 13 với rất nhiều chương trình và phần quà ưu đãi cho các bạn. Còn bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các video lần sau.